chương 71, định lực cực mạnh quân tử ca. Trước đừng có gấp, nguyên một đám trèo lên ghi một chút, nhưng phàm là mấy năm này thân thủ không có lui bước, đều có thể trúng tuyển, nhưng là điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể cổng phản. Quân tử giơ tay lên một cái, bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói về thu nhận tiêu chuẩn. Tần Lãng ở phía sau nhìn trong chốc lát, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, quân tử biểu hiện để hắn rất hài lòng. Bất quá, tại đi qua quân tử tuyển bạc về sau, hắn còn cần một chút cùng những người này đánh liên hệ, ăn bữa cơm là tránh không khỏi. Muốn thật khiến người ta thay ngươi làm việc, liền phải cùng kết giao bằng hữu một dạng đi sớm ở chung tiên lễ hậu binh nhanh chờ đến lúc buổi tối tần lãng tại cái này một khách sạn cố ý định ra mấy cái gian bao xương tần lãng chỗ gian này hết thảy có 15 vị khấu trừ quân tử cùng tần lãng còn lại 13 người mỗi một cái đều là quân tử chọn lựa ra hảo thủ thể chất thô sơ giản lược đoán chừng một chút căn bản cũng không có thấp hơn 50. cho dù là suốt ngủ về sau những người này thân thủ cũng không có chút nào lui bước thậm chí còn có nhảy vọt tiến bộ nếu là những người này cùng nhau liền xem như đi đối phó Diệp Phong, dù là không thể đem hắn chém giết, kém cỏi nhất cũng là trọng thương Diệp Phong kết cục. Tần thiếu gia, thật không nghĩ tới, ngài dĩ nhiên thẳng đến đều tại trong phòng họp ngồi đấy, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đúng vậy a, à, ta đã nói rồi, lúc đó nhìn đến Tần thiếu gia thời điểm, thì không giống như là tốt. Người bình thường. Tần thiếu gia, ta mời ngươi một chén. 13 tên sắp gia nhập bảo tiêu, đều là khách khách khí khí nịnh nọc lên, Tần Lãng cũng không cự tuyệt, nhất nhất bồi lấy bọn hắn đi một vòng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị tần lãng vỗ tay một cái cửa bao sương mở ra một loạt thân mang trắng đen xen kẻ công tác chế phục cô nàng theo ngoài cửa đi đến khách sạn sát vách cũng là tim chỉ liên muốn tìm những thứ này kỹ thuật viên quả thực không nên quá thuận tiện mỗi một cái tư thái đều là chỗ mã duyên dáng yêu kiều phía trước đại đằng sau vĩnh lên cửa bị vị cuối cùng kỹ thuật viên đóng lại về sau bảy tám vị cô nàng đi đến yểu điệu dáng người tất cả không có ngoại lệ tại dẫn động tới tại chỗ ánh mắt mọi người ùn ục. có người vô ý thức nuốt một miếng nước bọt tần lãng cười thúc giục nói đều đừng đứng đây nữa vào chỗ đi bảy tám danh nữ lang ào ào vào chỗ mỗi hai nam nhân trung gian liền sẽ có một vị cô nàng chủ động vào chỗ bất kể là ai đều liên tiếp quay đầu qua không tự giác dùng khóe mắt quét nhìn đi nghiêng mắt nhìn lão hoàng lúng túng cười nói tần thiếu gia những thứ này mỹ nữ trên thân đen kịp là cái gì a à? mỗi một cái cô nàng trên thân đều bôi một tầng hắc phan phá lệ tịnh lệ làm người khác chú ý tần lãng cười cười một loại thời thường, đều đừng khách khí mọi người đi ra chơi buông ra một chút là được hắn tìm đến cái này bảy tám vị kỹ thuật viên không chỉ có riêng là vì tham đồ hưởng lạc càng quan trọng hơn là muốn thử một lần những thứ này quân tử bạn bè nhân phẩm dù sao có một số việc so sánh bí ẩn an bài cho đồng dạng bảo tiêu đi làm là khó có thể yên tâm trước mặt những lính đặc biệt này thân thủ phương diện đã hợp cách độ trung thành phương diện hắn cũng tin tưởng quân tử ánh mắt đến đón lấy hắn muốn làm chính là muốn mượn nhân phẩm tiếp theo gõ một cái từ lúc cái này bảy tám vị cô nàng xuất hiện về sau toàn bộ trong rạp nhiệt độ đều giống như đề cao tám cái độ đôi mắt mang cười cử chỉ ngã ngớn, thỉnh thoảng mời rượu thời điểm, còn dùng thân thể đi chạm thử, vạch những đại hán này, cảm giác linh hồn của mình đều nhanh muốn xuất khiếu. Có thể lại không có một vị, xuất hiện bất kỳ khác người cử chỉ, đều là ngồi nghiêm chỉnh, nhiều nhất ánh mắt nhiều liếc xéo vài lần. Khụ khụ. Tần Lãng hướng xuống bên trái quân tử, mở miệng cười nói, đây không phải ngươi thích nhất trường hợp sao? Làm sao, ngươi không thả ra? Quân tử lúng túng cười nói, thiếu gia, ngươi không biết, ta gần nhất cùng Trương giám đốc đi được gần, hai chúng ta quan hệ này phát triển có chút cấp tốc, cái này nếu là thật làm ra điểm chuyện khác người gì để cho nàng hiểu rồi còn không phải đem lỗ tai của ta cho vạn rơi bị vợ ăn hiếp tần lãng bị chọc cười nhìn bộ dạng này tự hồ dựa vào quân tử kéo theo bầu không khí là không có biện pháp hắn mò lấy cái chén trong tay hơi hơi vuốt vuốt một phen sơ ý một chút lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất ngã cái lưa thưa nát cùng lúc đó toàn bộ trong rạp ánh đèn trong nháy mắt tối xuống đưa tay không thấy được năm ngón a à, ai vậy là ai a à? thật đáng ghét người nào tay chán ghét a, à, đừng như vậy đâu. Trong phòng khách truyền ra các nữ lang cười duyên thanh âm, ồn ào một đoàn. Chẳng được bao lâu, ánh đèn lần nữa phát sáng lên, toàn bộ trong gian phòng lần nữa khôi phục lúc trước ngồi nghiêm chỉnh cục diện. Nếu không phải nhìn đến cái kia bảy tám cái cô nàng trên người hắc phan cũng đã gần muốn bị cỏ hết, bình thường người sợ là sẽ phải thật cho rằng vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh. Cần lãng sắc mặt lạnh xuống, nhìn qua phía dưới 13 người, đem tay đều cho ta vương ra. Lão Hoàng đi đầu, 13 người mạng mạng thôn thôn, đều là đem dính đầy màu đen bột phấn tay cầm, vương mặt bàn, mỗi một cái đều là sắc mặt cực kỳ lúng túng bách cuối thấp đầu. Tần lãng mặt lạnh lấy quát lớn, ta chẳng qua là muốn muốn thử một chút định lực của các ngươi, không nghĩ tới, các ngươi nguyên một đám như thế khiến ta thất vọng. Nếu như về sau giao cho các ngươi nhiệm vụ đi chấp hành, có phải hay không đối phương chỉ cần cho các ngươi một nữ nhân, thì có thể đem nhiệm vụ của ta cho không hề để tâm, không quan tâm rồi. Phong phú phúc lợi đại ngộ, đó là trước cho một cái táo ngọt, đến tiếp sau quát lớn tương đương với một cái đại bổng, cũng là ắt không thể thiếu. Nếu là không đánh, những người này cũng khó có thể đi quản chế, cũng không thể bất cứ chuyện gì đều bị quân tử đi ra lệnh a. Hắn là thiếu gia, vẫn là quân tử là thiếu gia. Tần thiếu gia, cái này. Chúng ta biết sai. Chúng ta không cần phải như thế không có định lực. Quả thực cái này mấy cái tiểu cô nương đẹp quá đi thôi, chúng ta trong lúc nhất thời thì không có nhẫn nại xuống tới. Tần Lãng cười nhạo, không có nhịn xuống. Các ngươi là người, quân tử cũng không phải là người sao? Quân tử, đem tay bày ra đi ra. Quân tử hết sức nhanh chóng đem hai tay trải phẳng ở trên bàn. Mặc dù có chút vết chai, nhưng không có nhiễm đến bất kỳ mảy may màu đen bột phấn. Nhìn xem người ta quân tử, đây mới là một cái chánh thức bảo tiêu cần phải có tố dưỡng cùng định lực, ta cũng không phải đang phủ định các ngươi, chỉ là có chút phương diện, các ngươi làm đích thật không tốt, cần cùng quân tử học tập, hiểu không? Tần Lãng đâu ra đấy nghiêm mặt. Lão hoàng chờ 10 cái, đều là xấu hổ lại tam điểm đầu. Có người càng là hướng về quân tử giơ ngón tay cái lên, tán thưởng, quân ca, ngươi cũng thật là lợi hại, cái này đều có thể nhịn được, ngươi chính là của ta thần tượng. Hắc hắc, chút lòng thành quân tử nhất miệng cười một tiếng, lộ ra đen nhánh hàm răng. Chương 72, không cho phép đếm tới năm. Toàn trường, lặng ngắt như tờ. Tú. Quân tử quả nhiên không hổ là kim bài giảng sư, não mạch kính cũng là cùng người bình thường không giống nhau. Người khác lấy tay, hắn dùng, miệng, a. À. Bên cạnh những cái kia kỹ thuật viên nhóm thấy thế, đều là cười không ngậm mồm vào được, độc nhãn thỏ cũng biến thành vui mừng nhanh, càng nhảy vọt. Cái kia 13 cái bọn bảo tiêu, càng là ào ào hướng về quân tử phương hướng giơ ngón tay cái lên, có càng là chỉ mình lợi, vui ra tiếng ngoại tào quân tử quá sợ hãi tâm lý ám đạo không ổn vội vàng dùng tay đem miệng cho chặn lại hận không thể trực tiếp một bàn tay đem chính mình cho phiến chết hắn đều đã đoán được thiếu gia tâm tư lại không có đem khống ở nét mặt của mình chính mình tiểu động tác đều bị bộc quang tần lãng nhìn lấy ý thức được không thích hợp lập tức ngậm miệng lại quân tử lạnh mặt nói biết rõ rồi mà còn cố phạm phải tội thêm một bậc tháng sau tiền lương đập hai vạn tại những thứ này mới tới bảo tiêu trước mặt, đánh mặt mình đó là không có khả năng, hắn cần chính là lập uy, đã không có cách nào dựng nên một cái đồng hồ dẫn, cũng chỉ có thể tướng quân con kéo ra ngoài đánh 30 đại bản, lấy đó cảnh giới. Quân tử cúi đầu, thiếu gia, ta biết sai, ta nhận phạt. 13 vị bảo tiêu đều là ý thức được trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng, ngoan ngoãn thu hồi vui cười biểu lộ, gặp tầng lãng như vậy một bộ vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi tâm lý có chút bỡ ngỡ. Liền quân tử bị như vậy tin cậy tâm phúc, đều có thể nói phạt thì phạt, bọn họ muốn là phạm sai lầm, còn không phải trực tiếp bị mở rơi. Tâm lý đều là không còn dám lên lòng kinh thường. Trầm ngâm một lát, Tần Lãng không có lên tiếng, chỉ là từ tốn nói câu, trở về đi. Hắn chủ động rời đi khách sạn, không có nhiều đi xem cái kia 13 cái tương lai bảo tiêu. Xem như một cái tâm lý ám chỉ, biểu hiện hôm nay, hắn rất không hài lòng. Quân tử ở phía sau đem một đoàn người buổi tối giải trí hoạt động cho an bài một chút, liền vội vàng đưa Tần Lãng về nhà. Trên đường, quân tử không ngừng xin lỗi, đã hao hết miệng lưỡi, tâm lý ấy nấy không thôi. Có thể Tần Lãng lại là khoát tay áo, Lơ đảng nói, chỉ là làm bộ dáng thôi, không cần quá để ở trong lòng, ngươi tìm đến những người kia chung vào một chỗ, cũng không bằng ngươi tại trong lòng của ta trọng yếu, hiểu không? Người trước, hắn cần lập uy. Người về sau, hắn càng cần hơn thu phục quân tử trung tâm. Người trước người sau, hoàn toàn khác biệt. Tục xưng lão gian tạch. Thiếu gia, ngươi tâm tư ta hiểu, đám người kia nếu là có một cái dám phản bội ngươi, ta cái thứ nhất để bọn hắn trả giá đắt. Quân tử trong lòng cảm động chân thành nói, nhìn về phía tầng lãng ánh mắt, càng trung thành. Từng. Tần Lãng đơn giản lên tiếng. Trở lại biệt thự, hắn liền đem quân tử cho đánh ra đi chơi vui vẻ, để hắn đi tìm chỉ liên hảo hảo mà thư giãn một tí. Một số thời khắc, không thể ép quá chặt, bằng không hắn thật đúng là sợ hãi quân tử sẽ sinh ra cái gì quỷ dị tâm tình. Cái kia đồ chơi, hắn cũng không tốt. Đi vào mặt cửa lớn màu xanh, từ lúc Tô Tiểu Tiểu vào ở đến nay, to lớn trong nhà, sáng sủa sạch sẽ, thì chưa từng nhiễm qua một tia tro bụi. Cho dù là quan hệ đã phát triển cho tới bây giờ một bước này, Tô Tiểu Tiểu vẫn là cùng cái tiểu bảo mẫu giống như, mỗi ngày chuyện gì đều làm ấn lại nói của nàng cũng là một ngày nhàn rỗi trên thân sẽ không thoải mái trong phòng bếp tô tiểu tiểu ngay tại thanh tẩy chén dĩa nương theo lấy tiếng nước chảy ao ao ào tần lãng theo trên đài cầm lấy một cái bát đứng tại một cái khác ao bên cạnh rõ ràng tắm tô tiểu tiểu quay đầu giật nảy mình liền vội vàng đem tần lãng trong tay bát đoạt lấy trong thanh âm mang theo thật không thể tin nói thiếu gia ngươi tại sao trở lại a à? nhanh đi nghỉ ngơi một hồi đi chén này đổ cũng không nhiều ta lập tức liền có thể làm xong ngươi tuyệt đối đừng đụng vô bế tay của ngươi tần lãng lại là không quan tâm. Y Nguyên còn tại ao bên cạnh lấy ra chỉ còn lại một cái đĩa nhỏ, tiếp tục thanh tẩy. Thì Tô Tiểu Tiểu ở nhà một mình, xào đồ ăn đều rất ít, bát đũa tự nhiên cũng không nhiều. Hắn cổ quái cười nói, ta không thể đụng vào, ngươi liền có thể đụng phải. Thì ngươi biết đau lòng ta, không cho phép ta tâm thương ngươi sao? Thiếu gia. Tô Tiểu Tiểu hờn dỗi, gương mặt bay lên hai đóa hồng vân, có chút nóng lên. Nàng vẫn là như vậy đơn thuần, trong nội tâm mừng rỡ cũng không có cách nào che giấu, liếc một chút liền có thể xem thấu, còn hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ oán trách tư thái, thiếu gia, ngươi đừng nói như vậy, đây đều là ta phải làm đây. Nàng nhìn qua đợi tại trong phòng bếp không đi tầng lãng, trong lòng có chút hồ nghi lên. Ngày bình thường, thiếu gia đều là mười ngón không dính nước mùa xuân, làm sao ngày hôm nay lại là cùng hoàn toàn biến thành người khác vậy? Nàng hiếu kỳ lầu bầu nói, thiếu gia, ngươi hôm nay có điểm là lạ, trong lòng suy nghĩ cái gì đâu? Tầng lãng mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp, có chút không khỏi mở miệng nói, ánh trăng không phân ngày đêm vây quanh địa cầu bên người chuyển, địa cầu lại bỏ mặt, y nguyên vây xoay vòng quanh mặt trời, cho dù là bốc lên liệt hỏa hừng hực thiêu đốt quang mang có một ngày mặt trời hỏi địa cầu ngươi có điểm là lạ để đó như vậy thích ngươi mặt trăng không muốn mà hết lần này tới lần khác đi theo bên cạnh ta đi dạo trong lòng suy nghĩ cái gì đâu địa cầu bất đắc dĩ nói ta chính là ưa thích mặt trời cô tiểu tiểu đem rửa sạch bát đũa đều đặt ở tủ âm tường bên trong cổ quái hỏi ưa thích mặt trời là có ý gì a à? tần lãng tiến lên một bước dán vào nàng thái dương thổi một ngụm, mặt trời một chữ xưng hô kêu cái gì nha soát liền xem như phản ứng ngu ngốc đến mấy Lúc này Tô Tiểu Tiểu cũng ý thức được không thích hợp, theo bản năng có chút hai chân, phát mềm, thanh âm đều yếu đi tám cái độ, thiếu gia, ta. Ta vẫn có chút sợ hãi. Sợ hãi a, à, cái kia. Vậy được rồi, ta nhịn một chút đi. Tần Lãng rũ xuống cái đầu, thở dài một hơi. Cái kia thất lạc bộ dáng, cùng lúc trước đi vào nhà bếp lúc trên mặt mang ấm áp nụ cười, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tô Tiểu Tiểu trong lòng bỗng nhiên một trận rút, đau, có chút hối hận nói ra lúc trước cái kia lời nói, nàng chần chờ một lát trở tay ôm lấy tần lãng phần eo, đem đầu dán tại trên ngực của hắn, ấp úng nói, thiếu gia, ta lại không sợ. a, à, tô tiểu tiểu một tràng thốt lên, lại là cả người đều bị tần lãng cho chặn ngang bế lên, chạy như bay đồng dạng hướng trên lầu nhanh chóng chạy tới. bành, cửa bị một chân đạp đóng lại, còn chưa bắt đầu bận rộn, tần lãng giống là nhớ ra cái gì đó thời điểm, tông cửa xông ra, thẳng đến thư phòng mà đi, trở về thời điểm, trong tay dẫn theo một bộ trắng đen xen kẻ trang phục nữ bộc. bành, cửa lần nữa bị một chân đạp đóng lại. Chương 73: Ta, Tần Lãng, thu tiền, năm ức. Đổi một giường mới tinh lại cô ráo đệm chăn, ngủ tiếp ngon lành. Một đêm không mộng. Hôm sau, sáng sớm. Mở ra hệ thống nhắc nhở âm thanh Tần Lãng, hưởng thụ lấy một lát thu hoạch cảm giác. Đinh. Nữ chính cô tiểu tiểu tâm tình sinh ra kịch liệt ba động, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị 500. Đinh. Nữ chính cô tiểu tiểu độ thiện cảm không ngừng tăng lên, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị 1000. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về một nghìn ba thỏa mãn a tần lãng một cái tay duỗi lưng một cái một cái tay khác lười biến khoác lên tô tiểu tiểu trên thân mơ mơ màng màng tô tiểu tiểu cảm giác được bị cào xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ tỉnh lại nàng ôm lấy tần lãng cánh tay ôm vào trong ngực của mình đầu tựa ở hắn hai đầu cơ bắp phía trên quái đáng yêu quyết lên miệng cái đầu nhỏ một hồi theo trên cánh tay trượt xuống một hồi lại ráng chống đỡ lấy gối đi lên rõ ràng là bởi vì quá độ mệt nhọc đưa tới giấc ngủ không đủ lại ngủ một hồi đi tần lãng cưng chiều ở tại cái đầu nhỏ phía trên vỗ vỗ tô tiểu tiểu khéo léo ừ một tiếng lại nhắm mắt lại hắn cũng không hề rời đi liền dựa vào ở giường đầu cầm lên một quyển sách nhìn lại thỉnh thoảng đem tay phải theo đệm giường bên trong lấy ra lật giấy chờ đến hơn 9 giờ thời điểm bạch như ngọc chạy đến biệt thự cùng tần lãng tại phòng trà chạm mặt bạch như ngọc ngồi trên ghế nhấp một miếng nước trà sắc mặt rất kém cỏi bởi vì lại là bị bạch hiểu thuần chọc tức nàng hiện tại đã không tại bạch thị trong tập đoàn nhậm chức nhưng lúc trước một số thương nghiệp đầu tư muốn chút vẫn là tại trong ý nghĩ trong lòng của nàng là muốn tại bạch gia muốn về thuộc về mình cái kia một bộ phận vốn lưu động tốt thuận tiện đầu tư thế nhưng là hỏi bạch hiểu thuần đòi tiền thời điểm chẳng những liền một phân tiền đều không có cầm về ngược lại còn bị chỗ thủng mắng to một trận còn kém trực tiếp chỉ cái mũi của nàng chửi mẹ hắn làm sao có thể dạng này chẳng lẽ cái kia con riêng cứ như vậy đáng giá hắn đi cưng chiều sao ta cùng đông đảo liền một phân tiền cũng không thể từ trong tay của hắn móc đi ra liền xem như không nguyện ý trả thù lao cũng không cần thiết lan đến gần mẫu thân của ta a à cũng bởi vì không có cho hắn sinh phía dưới một đứa con trai trước kia dốc hết tâm huyết trong mắt hắn thì đều thành thoảng qua như mây khói bạch như ngọc trong miệng nói lẩm bẩm tất cả đều là bất mãn đều phát tiếp đi ra tần lãng tại bên cạnh nghe tâm lý có chút buồn cười bạch hiểu thuần tiền lưu cho bạch thủ nghiệp đều mẹ nó bị hắn cho đau làm sao cho kêu cho hắn sao đương nhiên chuyện của nơi này bạch như ngọc còn không biết hắn cũng sẽ không chủ động nhắc đến mà chính là hiếu kỳ nói ngươi đột nhiên muốn số tiền kia làm cái gì công ty bên trong tiền tài không có bạch như ngọc liếc mắt vô duyên vô cớ bắt ngươi phát tiền lương còn chiếm có cổ phần của công ty ta cũng không có chiếm người tiện nghi thói quen lấy ra một bộ phận tiền tài đầu nhập liền xem như là ta nhập cổ cái kia một bộ phận huống hồ có một ít ta xem trọng công ty cùng một số ngành nghề tương lai mấy năm này khẳng định sẽ đại lực phát triển trong công ty tiền tài mặc dù bây giờ còn không thiếu thật là muốn tiến quân những thứ này ngành nghề còn xa xa không đủ còn thiếu bao nhiêu tiền ta lấy cho ngươi tần lãng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bạch như ngọc cau mày hồ nghi nói ngươi thì tin tưởng ta như vậy. Không sợ ta mang theo khoản tiền lẫn trốn. Dù sao tại cái này thiên hải thành phố, ta cũng không có cái gì tốt lưu luyến, mang lên đông đảo cùng một chỗ, đi xa tha hương cũng không phải cái gì không thể dứt bỏ quyết định. Tần lãng lộ ra ấm áp nụ cười, lắc đầu, ta tin tưởng ngươi, ngươi muốn làm gì, một mực buông tay đi làm chính là, thiếu tiền ta cho ngươi cung cấp, thiếu người lực ta cho ngươi thông báo tuyển dụng. Bạch Như Ngọc là thương nghiệp nữ vương, đây là không thể nghi ngờ, nguyên tắc bên trong đã được đến chứng minh. Đồng thời, lúc đó đã bắt đầu có hoàng hôn tây sơn xu thế bạch thị tập đoàn cứ thế mà tại bạch như ngọc dốc hết sức phía dưới chẳng những khôi phục bình ổn càng là nương tựa theo đến tiếp sau một số đầu tư mục tiêu nhảy lên mà thành giá trị mấy ngàn ức tập đoàn tại toàn bộ hoa hạ đều là đứng hàng đầu giống như tồn tại khái niệm gì thì tương đương với hiện tại bạch như ngọc trong đầu những cái kia đầu tư mục tiêu toàn mẹ nó đều là tương lai long đầu xí nghiệp hoặc là đại nhiệt ngành nghề trong chống đo chiều gió a chỉ cần hướng bên trong nền tiền về sau liền sẽ gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần phản hồi như thế một viên cây rụng tiền hắn làm sao có thể sẽ không yên lòng dù sao bạch như ngọc cũng là đại nữ chính một trong a một khi theo người nào đây tuyệt đối là khăn khăn một mực móc tim móc phổi cái chủng loại kia cũng chỉ có thể qua loa vài câu nơi nào sẽ thật phản bội bạch như ngọc miếm khóe miệng nhìn chăm chú tầng lãng đôi mắt thâm thúy trong nội tâm ngoại trừ cảm động bên ngoài càng có một loại hoang đường cảm giác hỏi phụ thân muốn về thuộc về mình cái kia một bộ phận tài sản nên đón chính là đổ ập xuống tiếng mắng nhưng tại tầng lãng trước mặt chỉ là thuận miệng nhấc lên thậm chí ngay cả giải thích nàng ý nghĩ trong lòng khả thi đều không có, liền bị tin tưởng. So với Bạch Hiểu Thuần, nàng đột nhiên cảm giác được tần lãng càng giống là ba của nàng. Cái này hoang đường suy nghĩ trong đầu vừa mọc lên, liền đưa tới Bạch Như Ngọc gương mặt cấp tốt ửng đỏ, lắc lắc đầu, cưỡng ép đem những thứ này không khỏi suy nghĩ cho không hề để tâm, duỗi ra một cái tay, năm ức, trước cho ta năm ức là được. Trên thực tế, đầu tư ngành nghề, tiền tài càng nhiều càng tốt, nhưng trở ngại tần lãng tin tưởng, nàng cũng không nguyện ý quá làm cho hắn khó xử, chỉ nói ra thấp nhất tiêu chuẩn, Tần lãng trầm ngâm trong chốc lát, năm ức a, à, một chốc lát này trên người của ta còn thật không có có nhiều như vậy vốn lưu động. Bạch như ngọc cười cười, quên đi đi, dù sao mỹ nhan hoàng bên kia đã bắt đầu sản xuất, một khi vùi đầu vào thị trường, rất nhanh liền sẽ lợi nhuận. Buổi tối cái một năm nửa năm, tối đa cũng liền thiếu đi kiếm lời một chút, còn có thể bắt kịp lấy một cổ dậy sống. Ta chỉ nói là trên thân không có mà thôi, cũng không có nói làm không đến a. À. Tần lãng cười khổ, ta cái này cho ngươi nghĩ biện pháp. Hắn lại không ngốc tự nhiên biết đầu tư càng là sớm bố cục thì càng ít lợi nổi bật bằng không chờ đến tiếp sau vào tràn thời điểm đầu to đều đã bị còn lại tư bản cho tranh đoạt xong còn chơi cái rắm hắn tần lãng là ưa thích ăn canh người sao lấy ra điện thoại di động mở ra người liên hệ tại ghi chú mẹ phía trên nhẹ nhàng nhấn một chút gọi tới điện thoại kết nối về sau đối diện truyền đến một đạo thanh âm ôn biển tiểu lãng a ngày hôm nay làm sao có rảnh cho mẹ gọi điện thoại a có phải hay không muốn mẹ à nha muốn mẹ thì tranh thủ thời gian trở về đi đừng tại thiên hải thành phố đợi lão gia tử suốt ngày thì lẩm bẩm ngươi muốn ngươi nghĩ ghê gớm làm phiền da mặt cũng không tiện điện thoại cho ngươi tần lãng người hung ác không nói nhiều đi thẳng vào vấn đề đưa tay đòi tiền ta tần lãng thu tiền năm ức chương 74, mươi tần trái tim tên phóng hỏa lãng sau 10 phút bạch như ngọc tiếp đến công ty tài vụ điện thoại thông báo nói là có một khoảng năm ức kết xù công chúng gửi tiền vừa mới tới sổ nàng hoảng sợ trợn to trong mắt nhìn lấy tại ừ a a bên trong cúp điện thoại tần lãng cái này sao có thể? Năm ước đại ngạch gửi tiền, 10 phút đồng hồ liền đến chương mục. Liền xem như theo cá nhân tài khoản bên trong chuyển khoản, cũng cần phải sẽ bị ngân hàng hảo hảo mà hỏi thăm một phen A. Dù sao, mặc kệ là cái gì một nhà, đột nhiên thiếu đi như thế một số lớn khoản tiền lớn, đều sẽ kinh hồn tán đảm, vì phòng ngừa phạm sai lầm, đều sẽ liên tục xác minh, thậm chí sẽ có chủ quản một cấp bậc cao tầng, tự mình đi thăm viếng. Tần lãng hưởng hờ nhúng vai, mẹ ta công ty sát vách cũng là cửa hàng trụ sở chính ta tiểu cô ở bên trong đảm nhiệm phó chủ tịch ngân hàng nàng đóng cái dấu sự tình liền có thể xác nhận cái này một khoản chuyển khoản ta bạch như ngọc há to miệng muốn nói lại thôi muốn nói điều gì nhưng lại bị chẹn họng trở về hóa ra ở trong mắt nàng chuyện không thể nào tần lãng một chiếc điện thoại thì làm xong thôi nghe nói ngươi thật giống như là yến kinh tần gia con trai trưởng nàng mở miệng chủ động dò hỏi tần lãng gật gật đầu đúng vậy a à, thế nào bạch như ngọc hồ nghi nói yến kinh tần gia không nói trước phụ thân ngươi theo sĩ, thì sạch là mẫu thân ngươi phía bên kia, ngươi đều là người thừa kế duy nhất, ngươi chạy đến thiên hải thành phố tới làm gì? Tại Yến Kinh làm một cái sống phóng túng đỉnh phong nhị đại quyền quý, tương lai kế thừa tần gia cơ nghiệp, không tốt sao? Tần lãng lật ra cái đại bạch nhãn, tức giận, ngươi làm hào môn cũng là đơn giản như vậy cho ngươi kế thừa. Nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy? Không nói trước ta, chỉ là chính ngươi, bạch gia bên kia ngươi hảo hảo mà chịu đựng sao? Bị đâm chọc đau điểm, bạch như ngọc miếm khóe miệng, ta đó là có khổ khó nói, ngươi không giống nhau, ngươi là con trai trưởng a, chẳng lẽ Tần gia cũng có con riêng? sao ngươi ưu tú hơn? đó cũng không phải. Tần lãng lắc đầu, chính yếu nhất ngươi là không biết đợi tại Yến Kinh nhiều phiền phức, ta hiện tại số tuổi cũng đến, mặc kệ là gia gia bên kia, vẫn là phụ thân bên kia, cũng hoặc là là mẫu thân bên kia, đều thúc giục ta đi đón lớp, muốn là tiếp tục lưu lại Yến Kinh, một ngày hành trình từ sáng sớm đến tối được an bài tràn đầy, liền xem như lăn lộn cái mấy năm, tương lai tướng tin đánh giá mười cầm mười vững vàng liền xem như tùy tiện tại cái nào đó huyện thành nhỏ làm cái mấy năm, 40 tuổi trước đó cũng tuyệt đối là một tỉnh đại tướng nơi biên cương. Liền xem như đến công ty đi làm, lập tức liền có thể tiếp nhận hơn 1.000 ức thậm chí giá trị càng cao cổ phần to lớn công ty. Nhưng, cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Công tác là vì sinh hoạt, cả ngày bận rộn công tác ta, bị mất tự do, chẳng phải là đã mất đi sinh hoạt ý nghĩa. Bạch như ngọc mí mắt cùng loạn, nghe tầng lãng chững chạc đàng hoàng Versailles, sai có một loại muốn đem lớp sơn dày cao gót gót dày cởi ra nhét vào trong miệng của hắn mặt xúc động ngăn chặn hắn có thể không biết vì cái gì, nghe tới hắn sau cùng cái kia hai câu nói thời điểm, lại còn ở tại ấm áp nụ cười dưới, sinh ra một loại yếu ớt tán đồng cảm giác. TT Bạch Như Ngọc trục cổ một cái, cảm giác không thích hợp, lập tức mở miệng dừng lại, ngươi lại gọi điện thoại, lại muốn cái 180 ức tới, ngươi cũng biết, đầu tư càng nhiều, hồi báo càng lớn, ta lúc trước là không biết ngươi đòi tiền dễ dàng như vậy. Muốn là sớm biết ngươi là như thế một cái hiếu tử bộ dáng đại hiếu tử. Ta liền sẽ không chỉ mở miệng muốn năm ức. Tần Lãng trực tiếp cự tuyệt nói, cái kia không có khả năng đòi tiền ở đâu là ngươi dễ dàng như vậy liền xem như muốn tiền tiêu vặt cũng phải tốn phía trên hai ba tháng a tạm thời thì cái này năm ức bất quá ngươi không cần lo lắng tiền phương diện này đã ngươi mở miệng ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi ngươi muốn muốn đi làm cái gì liền to gan đi làm ta khẳng định sẽ tại sau lưng kiên định không thay đổi ủng hộ ngươi ngươi phải biết mỗi một cái thành công nữ nhân sau lưng đều có một cái bảo vệ nàng nam nhân sau cùng ta còn phải nói một câu tại trước mặt của ta ngươi không muốn xúc động như vậy con người của ta nhìn lấy người khác xúc động cũng sẽ cùng theo xúc động. Kẻo kẹp. Tần Lãng tay đặt ở bên trên tủ nhỏ phía trên, hơi hơi kéo ra, bên trong lộ ra một vệt thỏ cô nàng phục trang. Bạch Như Ngọc vốn là nghe Tần Lãng một phen, trong nội tâm ấm hô hô, cái kia một loại bị người tin tưởng cảm giác, là nàng để ý nhất, cũng là trân quý nhất. Thế nhưng là, khi nhìn đến trong ngăn kéo nhỏ một vệt nhan sắc về sau, nhất thời tâm lý giật mình, liền vội vàng đứng lên, lời nói đều không nói thì chạy ra. Giữa ban ngày, nàng còn có chuyện quan trọng tại thân, nếu như bị Tần Lãng hướng động. Như vậy phải nghỉ ngơi cái hơn nửa ngày sự tình gì cũng không cách nào đi làm. Nhìn lấy Bạch Như Ngọc thước tha bóng lưng, Tần Lãng chỉ có thể thở dài trong lòng. Hắn bên này vừa muốn đi tìm Bạch Tiểu Vân thu hồi một chút lợi tức, chung điện thoại di động lần nữa vang lên. Gọi điện thoại tới cựu Cửu Nhi, vừa kết nối thì mở miệng dò hỏi, "Tần Lãng, ta muốn biết bọ cặp tình báo, nói cho ta biết, Bạch Hiểu Thuần bên kia đã điên rồi, đem treo giải thưởng số tiền tăng lên tới 10 ức, Hắc Long hội nếu có thể cung cấp tìm tới bọn cặp tình báo, lập tức gửi tiền, số tiền kia ta có thể theo ngươi chính một phân thành." Tần Lãng trong lòng cười lạnh, Bạch Hiểu Thuần chuyện bên kia, thuộc hạ của hắn đều đang theo dõi, tự nhiên như lòng bàn tay. Cũng khó trách Hắc Long Hội và cục cảnh sát người tìm đến bây giờ đều không có manh mối. Cách ai đều do cái kia bọ cạp quá mẹ nó gà tặc, trốn ở tiểu nông thôn trên núi. Nếu không phải tầng lãng phái người trốn ở đống cỏ khô con bên trong tùy thời thay ca theo dõi giám thị, ai có thể nghĩ đến bọ cạp tên kia cũng định ở trên núi cư ngụ? Trầm ngâm trong chốc lát, hắn mở miệng nói, cái này làm tỷ lệ ta không thích. Cường cử Cửu Nhi kinh ngạc, chính một còn chưa đủ. Bạch Hiểu Thuần là xem ở Hắc Long Hội nhân thủ Đông đảo phân thượng mới ra cái này giá trên trời, đổi lại là tư nhân trinh sát, liền cái này một nửa treo giải thưởng đều không nhất định có thể cầm tới. Tần lãng lắc đầu, không phải ngại ít, là cái tỷ lệ này không tốt. Chính một phân thành. Chính một tầng tiên sinh. Nội hàm ai đây? Cho ta năm ức liền tốt, đến lúc đó đánh tới đại tầng thiên hạ đầu tư hành ICBC tài khoản phía trên. Tần lãng bình thản trả lời một câu, cũng không có chiếm hữu quá nhiều. Dù sao, cốt xấu cựu cửu nhi cũng là phản phái giá trị cung hóa con đường một trong A nhớ tới vừa rời đi bạch như ngọc tần lãng thì có chút muốn cười bạch như ngọc hỏi bạch hiểu thuần muốn một khoản tiền bạch hiểu thuần không cho nhưng bây giờ hắn thông qua bán tình báo lại đem số tiền kia cho dời đến trong tay của mình đến lúc đó lại cho bạch như ngọc tất nhiên sẽ tại này tâm lý mặt lưu lại một trang nổi bật cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết dùng tiện nghi tiền của cha vợ đi trắng nữ phiếu nữ nhi của hắn trái tim sao tự thợ sang tiền thưởng về sau hắn lại thêm một cái xưng hào tần trái tim tên phóng hỏa lãng tại cựu cửu nhi truy vấn dưới tần lãng đem bỏ cặp hành tung bán đi đồng thời cũng cùng quân tử phân phó một tiếng để người giám thị lập tức rút lui để tránh lưu lại sơ hở chương 75, ba ba cứu ngươi tại cúp điện thoại trước đó cựu cửu nhi vẫn không quên lần này tới điện mục đích thực sự mở miệng giống như là thông báo đồng dạng nói tối nay hoàng hậu quán ba cha mẹ ta muốn gặp ngươi nói xong không giống nhau tần lãng cự tuyệt liền dập máy ngồi trên ghế tần lãng điện thoại di động còn thả ở bên tai tâm lý lại cổ quái muốn cùng cừu long gặp mặt đây là toàn bộ đại thể nội dung cốt truyện đều trước thời hạn a đây chẳng phải là nói buổi tối hôm nay lâm ấu sở bên kia cũng sẽ xuất hiện tại hoàng hậu quán ba cẩn thận cân nhắc một phen cũng là một chuyện tốt Bọ cặp bên kia hành tung đều đã bị hắn bán đi không được bao lâu bạch hiểu thuần liền sẽ biết được diệp phong giết hắn nhi tử tình báo giả cả hai khẳng định sẽ đánh nhau chết sống thời gian này điểm hắn là không thể nào bỏ lỡ săn giết diệp phong tuyệt hảo thời cơ cái này tổng thể nội dung cốt truyện muốn là lại không nói trước ai biết diệp phong chết về sau khí vận chi nữ bên kia vẫn sẽ hay không nhắc lại cung cấp phản phái giá trị nếu là không có đây chẳng phải là mỗi lần đều sạch hao tổn rồi loại này mua bán lỗ vốn hắn còn có thể làm không biết mệt sao đêm đó hoàng hậu quán ba ngập trong vàng son một mảnh xa xỉ mị chi phong trong sàn nhảy tùy ý huy sái lấy mồ hôi cô nàng thỏa thích lắc lư thước tha trên thân chỉ có như vậy chút vải đều đã chệch hướng ban đầu vị trí các nam nhân càng là như là ác lan đồng dạng chạy theo như việc cùng ở bên cạnh quay chung quanh một vòng tròn hai tay nâng qua đầu đỉnh cái rắm cổ theo vung lên đầu lúc lên lúc xuống một tả một hữu đánh nhịp tại dạng này ồn ào hoàn cảnh dưới một cái ghế dài phía trên lâm ấu sở chính cúi đầu buồn khổ uống rượu tâm lý cực kỳ không cao hứng rất khó chịu gọi điện thoại cho một ngữ yên nàng đều không tiếp trực tiếp đến cửa đi tìm càng là đóng cửa không thấy cũng cảm giác hai người phản phất là không nhận ra đồng dạng tâm lý đau quá dường như đã mất đi thứ gì trọng yếu bực bội khổ sở tâm tình dưới khiến cho nàng đi tới loại này ồn ào địa phương một người uống rượu giải sầu. Tự hồ chỉ có dạng này, mới có thể đem trong nội tâm tâm tình cho áp chế xuống. Đến bình mạnh tử. Một đạo thanh âm quen thuộc, tại lâm ấu sở bên cạnh ghế dài vang lên. Nàng quay đầu nhìn sang, lại là một trương quen thuộc khuôn mặt, giật mình nói, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao lại tới nơi này? Tần lãng không có phản ứng nàng, theo người pha rượu trong tay tiếp nhận một bình mạnh tử, phù một tiếng mở ra cái nắp, ngửa đầu uống vào. Hắn nhìn chầm chầm cái kia miệng cười người pha rượu nhìn mấy mắt, thẳng đến nhìn người pha rượu cúi đầu, đối phương cũng không có có phản ứng chút nào. Ai? Tần lãng lắc đầu, thở dài, có chút đáng tiếc. Hắn điểm chính là mạnh tử ai, cái này muốn là đổi lại là khí vận chi tử, cái kia không được bị hảo hảo mà trào phúng một phen. Sau đó khí vận chi tử lại móc ra một tấm màu đen ngân hàng thẻ khách quý, trực tiếp tại chỗ quét thẻ, mua xuống 10 vạn hộp mạnh tử sữa bò, để người pha rượu một người cho mở ra. Tốt đẹp như vậy trang bức tình tiếp, không nghĩ tới người pha rượu này bị hắn nhìn đến đều cúi đầu xuống, quả thực là liền cái rắm đều không phóng xuất. Phản phái nghĩ như thế nào trang cái bức, cứ như vậy khó đâu. Lâm ấu sở nhưng không biết tần lãng trong nội tâm thương cảm, cứng cổ yêu kiều nói, ngươi có phải hay không đang theo dõi ta? Tần lãng trợn mắt trừng một cái, tức giận, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Cùng ta đặt cái này lốp bốp lốp bốp không ngừng. Có phải hay không công dân quy tắc học thuộc lòng, không có chuyện làm? Ngươi! Lâm ấu sở một bụng hỏa khí, cứ thế mà bị một câu cho chặn lại trở về, chỉ tần lãng cái mũi, có bản lĩnh ngươi cũng đừng nói chuyện với ta. Tần lãng rất chủ động, lần thứ nhất đối với miệng của mình, làm ra một cái kéo khóa động tác. Hai người lâm vào yên lặng bên trong. Chẳng được bao lâu, một đám mặt lấy màu đen tây trang nam tử, vây quanh một tên hung thần ác sát đầu to đi tới, đem Lâm Ấu Sở cho bao vây ở ghế dài trước. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Lâm Ấu Sở thấy thế, giật nảy mình, tỉnh rượu bảy phần. Liếc một chút nhìn qua liền biết là lão đại đầu to lạnh mặt nói, Lâm Ấu Sở, yến kinh Lâm gia đích nữ đúng không? Lâm lão thái gia tại Thiên Hải thành phố lưu lại bảo tàng, đến bây giờ còn không tìm được đâu đại khái vị trí ở nơi nào còn có cụ thể một số tin tức nói cho ta biết lâm ấu sở thần sắc bối rối cái gì bảo tàng ta ta không biết không biết đầu to cười lạnh một tiếng đã lâm đại tiểu thư không chịu nói vậy ta cũng chỉ có thể mời ngươi cùng đi theo một chuyến khi tìm thấy bảo tàng trước đó ngươi thì tạm thời ủy khuất một đoạn thời gian đi lâm ấu sở nguyên quán thiên hải thành phố hắn lão thái gia là vẫn còn hỗn loạn trong năm một vị trứ danh lão nữ làm tạch tham không biết bao nhiêu hoàng kim bạch ngân đến tiếp sau bởi vì chiến tranh nguyên nhân toàn mẹ nó cho tạm thời giấu đi. Về sau đào vong giữa đường, Lâm gia lão thái gia bị một phát pháo đạn đạn lạc cho lan đến gần. Người trong nhà giúp đỡ thanh lý vết thương thời điểm, thoát, phía dưới y phục, phát hiện điểu đều bị nổ không có. Tại chỗ bảo mình, bảo tàng hạ lạc, cũng từ đó bạc vô âm tính. Nhưng tại bên ngoài, nhất là năm đó một số người đời sau nghe được trưởng bối trong lời nói, cũng không phải cái dạng này, nghe nói Lâm gia dòng chính đều biết cái kia một khoản đại bảo tàng hạ lạc, chỉ là trở ngại số tiền quá lớn, không dám dùng cái kia, đến bây giờ còn chôn tại nguyên chỗ. Đầu to, tên trịnh hổ liền là năm đó lâm gia lão thái gia một cái tùy tùng đời sau tự nhiên biết những tin tức này trước kia người của lâm gia đều ở yến kinh liền xem như cho hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám đi yến kinh địa phương như vậy dương oai nhưng bây giờ lâm ấu sở tới thiên hải thành phố còn chính tốt một cái người tản bộ đi ra uống rượu giải sầu tốt đẹp như vậy thời cơ hắn làm sao có thể bỏ lỡ đem người mang đi trịnh hổ mở miệng vung tay lên dưới tay một đám tay chân ào ào mà tiến lên Lâm ấu sở bị sợ vỡ mật, nàng cũng là cái gia đình bạo ngược tính cách, cùng tần lãng ngưu bức vẫn còn, nhưng đến những thứ này hung thần ác sát gia hỏa trước mặt, nhất thời thì sợ, vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía bên cạnh tần lãng, cầu khẩn nói, cứu ta, mau cứu ta. Ta thật không biết cái gì bảo tàng a. Nàng ngược lại là nghe nói qua cái này bí ẩn, nhưng là bảo tàng hạ lạc đừng nói là nàng, liền xem như phụ thân, thậm chí cả năm đó trải qua gia gia, cũng chỉ là cái trong tả lót hài tử a. Ai có thể biết được bên trong bí ẩn? tại nguyên tắc bên trong chuyện này tiếp vốn chính là một cái hố to đến tiếp sau cũng không biết bảo tàng vị trí cậu tác giả đều không lấp hố dù là tần lãng tâm lý rõ ràng lâm ấu sở thực sự nói thật có thể quan trọng người ta đầu to ta à không trịnh hổ hắn không tin nha mấy cái tay chân đã vào tay bên cạnh còn có một đám người làm tường vây không cho phép bất luận kẻ nào tới gần cùng lấy điện thoại di động ra quay chụp rõ ràng đây đều là sống trong nghề trình tự đều là rất quen thuộc tay cầm đem nắm sai ta biết sai tần lãng cứu ta mau cứu ta à ta nói xin lỗi ta xin lỗi ngươi còn không được sao lâm ấu sở vẻ mặt đau khổ tâm lý bị quất ghê gớm sớm biết tối nay thì không một người đi ra liền cái bảo tiêu đều không mang nàng một cái yếu đuối trí nữ lưu chẳng lẽ muốn sử dụng mảnh nam hưng phấn quyền đến đối kháng sao tần lãng lần thứ hai đối với miệng của mình làm ra một cái kéo khóa động tác ngậm miệng không nói lâm ấu sở tâm tính sập chỗ thủng lớn tiếng mắng lấy chính mình ta là đần độn cứu ta mau cứu ta van xin ngài mở miệng cùng ta nói một câu đi tần lãng bưng mạnh tử sữa bò khẽ nhấp một miếng không nhanh không chậm, chậm rãi mở miệng, kêu ba ba, ba ba cứu ngươi. Chương 76, cho cha vợ chuẩn bị xong lễ gặp mặt. Thái gia gia. Lâm ấu sở hỏi một đằng, trả lời một nẻo hô một tiếng. Trong lòng hắn, dù sao thái gia gia đã không, hô một tiếng, coi như nhớ lại đi. Ba ba vẫn còn, cũng không thể loạn hô, đây không phải là bôi nhọ mẹ của nàng. Có thể một tiếng này thái gia gia, lại là đem tần lãng cho kêu toàn thân đều nổi da gà lên, cúi đầu hướng về phía dưới nhìn thoáng qua. Thảo. Người thái gia gia điểu đều bị nổ không có, Đặt cái này mắng ai đây? Các ngươi tiếp tục, buổi tối chơi vui vẻ một chút, ta đi trước một bước." Tần Lãng hướng về phía Trịnh Hổ một đám người khoác tay áo, đứng dậy, liền Mạnh Tử cũng không có tâm tình uống, quay người thì mở ra bước chân. Lâm Ấu sợ thấy thế, tâm lý luống cuống, cuối cùng nội tâm kiên trì bù không được đối Trịnh Hổ đám người hoảng sợ, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, một đạo mang theo rung rẩy, khiến người ta nghe tim gan phát rung âm thanh vang lên, "Ba ba." Tần Lãng mắt biết tai ngơ, tiếp tục đi lên phía trước. Sau lưng, vang lên tê tâm liệt phế tiếng la khóc, "Ba ba." "Ba ba." ba ba nhanh nhanh a à. nhanh tới cứu ta a à. tần lãng chậm rãi quay đầu chỉ ngăn đón đường một cái tay chân nói cho ta cái mặt mũi tạm thời trước buông nàng ra ngươi cái kia tay chân há miệng liền muốn mắng chửi người cũng là bị trịnh hổ đưa tay cản lại hắn cũng không phải bình thường tiểu lâu lâu là thấy qua việc đời đại lưu manh hắn trước kia tại thiên hải thành phố cũng là cùng cừu long có thể địa vị ngang nhau tồn tại chỉ là bởi vì tại trước kia một lần đấu tranh bên trong thất bại lùi lại mà cầu việc khác đi sát vách thành phố phát triển bây giờ thủ hạ hổ môn cũng là không kém hơn hắc long hội tồn tại đồng thời những năm gần đây trịnh hổ vẫn luôn đánh thiên hải thành phố địa bàn ngấp nghé hắn có thể nhìn ra được tần lãng không phải một người bình thường cũng không có vô lễ ngược lại nở nụ cười ngươi nói để cho ta cho chút thể diện ít nhất phải lấy ra chút thành ý tới đi tần lãng chần chờ một chút nói muốn không ta đánh cược với ngươi một ván đi ngươi thắng người mang đi muốn xử trí như thế nào xử lý như thế nào ta lại mặc khác cho ngươi phụng lên một cái liên quan tới bảo tàng bí mật ngươi nếu là thua người kia ta mang đi Trịnh Hổ ngược lại là có chút hiếu kỳ, gia hỏa này trong miệng liên quan đến bảo tàng bí mật đến cùng là cái gì? Huống chi, hắn một cái dựa vào đổ thuật làm giàu đại lão, sao lại tại đánh cực phía trên khiếp đảm? Coi như là chơi một thanh, qua qua tay nghiện cũng là tốt. Các ngươi lên trước lầu đi, mở gian phòng, đợi chút nữa ta liền đi qua. Trịnh Hổ không nghi ngờ gì, chỉ là nhìn tầng lãng cái này khí chất trên người, thì biết không phải là người bình thường, vung tay lên, mang theo thủ hạ, vây quanh Lâm Ấu Sở lên tầng 2. Lâm Ấu Sở trong đám người vẽ mặt cầu xin, làm bộ đáng thương hô hào, ta không muốn cùng bọn hắn lên lầu. Tần lãng quay đầu, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng ba phần. Lâm ấu sở miệng một xẹp, ba ba. Tần lãng khoát tay áo, ngoan, ba ba vội vàng đâu, đợi chút nữa liền đi tới cứu ngươi. Nói, ở trước mặt tất cả mọi người, lại đi trở về ghế dài, đối với người pha rượu mở miệng nói, lại đến một bình mạnh tử. Uống cái gì bổ cái gì, hắn được nhiều bồi bổ. Một bên khác, một chiếc xe bản dài bản liên côn xe con, cừu gia ba người đều ngồi ở hàng sau thật gia trên ghế ngồi. Cừu long sắc mặt thật không tốt, thì cùng có người thiếu hắn 180 vạn một dạng, thật là lớn tác phong, thật sự cho rằng hắn là tầng gia người, liền có thể tại trên đầu của ta làm mưa làm gió rồi. Coi như ta hắc long hội so ra kém tầng gia, hắn về sau cũng là ta cừu long con rể, đối đãi cha vợ chính là cái này thái độ sao? Còn muốn cho ta tự mình đi gặp hắn? Đợi sẽ gặp mặt, ta ngược lại thật ra phải thật tốt hỏi một chút, là ai dạy đạo hắn làm như vậy người? Nói, hắn lại trừng nữ nhi liếc một chút, đây chính là ngươi tìm nam nhân. Đợi chút nữa lão tử nếu là không hài lòng, đừng nói là tiếng ta kẻ thù cửa lớn, liền xem như các ngươi hai cái cũng ghi bàn ngươi cũng phải ngoan ngoãn cút trở về cho ta xem mắt cái gì tần gia quá không ra gì ta cừu long đời này liền không có như thế nén giận qua đợi chút nữa hãy chờ xem xem ta như thế nào dạy bảo dạy bảo tần lãng tiểu tử kia làm việc phương xuân nhã tức giận liếc mắt nữ nhi muốn là ưa thích ta sẽ đồng ý ngươi cái lão già nát rượu biết cái gì a à, người ta tần gia gia đại nghiệp đại có chút giá đỡ cũng là nên cũng không nhìn một chút con gái của ngươi xứng hay không đến lên người ta nữ nhi của ta thế nào cừu long không cao hứng tức giận coi như nữ nhi của ta không được tốt lắm, ta cái này người làm cha chẳng lẽ còn không đáng cho mấy cái phần mặt mũi. Cứ như vậy để cho ta một cái cha vợ đến cửa đi gặp con rể, hoa hạ khai thiên tích địa năm ngàn năm đến, nơi nào có qua chuyện như thế. Ngươi càng nói như vậy, trong lòng ta thì càng sinh khí, không được. Đợi chút nữa nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử kia. Cựu cử cửu nhi ngồi ở phía đối diện, nhìn lên trước mặt phụ mẫu, ông lấy cánh tay, làm làm không có cái gì nghe thấy. Đều còn không biết tần lãng có hay không đi phó ước đâu, nàng cũng không dám khẳng định đến mức đem tần lãng hô đến trong nhà nàng đi. Đó là càng thêm không có khả năng. Thì y theo cựu cử cửu nhi cùng tần lãng từng có 12 lần xâm nhập giao lưu kinh nghiệm. Nương tựa theo tầng 3 khối kia đơn hướng đáng nhìn đại pha lê, làm đã từng kích thích chiến trường. Có lẽ còn có như vậy mấy phần xác suất, những địa phương khác là nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau mười mấy phút, Estendet liên côn tại hoàng hậu quán ba trước dừng hẳn, kẻ thù một nhà ba người, đều là lẫn nhau mặt lạnh lấy đi ra. Cửa tám vị tiếp khách, khách khách khí khí không lưng cúi đầu, hô một tiếng, chủ tịch tốt thẳng đến ba người đi vào quầy rượu nhìn thấy ngồi tại ghế dài phía trên uống hai hộp mạnh tử tần lãng tám mắt đối mặt tần lãng cũng không có đứng dậy chỉ là hướng về cửa vị trí vẫy vẫy tay chỗ này đâu xoát cừu long sắc mặt trong nháy mắt theo lạnh biến thành đen giống như là nông thôn bên trong đốt đi mấy chục năm đen đáy nồi đen đáy nồi một dạng không tưởng nổi quả thực không tưởng nổi có dạng này con rể sao cha vợ đều chủ động đến đây con rể chính ở chỗ này ngồi đấy một chút khách khí biểu hiện đều không có cừu long đối tần lãng ấn tượng đầu tiên mười phần kém quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết công tử bột ba người chủ động đi lên trước còn chưa kịp nói chuyện quân tử liền đi tới nằm ở tầng lãng bên tai nói mấy câu liền ngoan ngoãn đứng ở sau người không nói một lời phương xuân nhã cựu cử cửu nhi mẫu nữ đồng thời quay đầu nhìn về phía cừu long vừa rồi tại liên côn phía trên thời điểm cái kia đại lời nói thế nhưng là bay lên hiện tại tầng lãng ngay tại trước mặt hai mẹ con đều muốn nhìn một chút cừu long là làm sao nổi giận tần Cựu long vừa mới chuẩn bị nói chuyện còn chưa kịp nói ra chữ thứ hai liền bị đánh gãy câu thúc thúc mới a di cửu nhi thật sự là không có ý tứ tại các ngươi trước khi đến ta chỗ này vừa vặn gặp điểm phiền phức muốn lên đi xử lý một chút muốn không các ngươi cùng theo một lúc ta xử lý tốt lại cùng các ngươi trò chuyện một hồi tần lãng không đám ba người trả lời liền dẫn quân tử hướng về lầu hai đi đến gặp trưởng bối thái độ gì đó cũng là phân người giống mạch hiểu thuận loại kia lão ngân tệ ngươi khách khí với hắn khách khí hắn cũng sẽ theo ngươi dối trá khách khí khách khí nhưng giống cừu long loại này cái kia là không được cừu long điển hình được đà lớn tới ngươi cùng hắn giả khách khí, hắn coi ngươi là thật khách khí. Tần Lãng muốn làm, chính là cho Cừu Long tới một cái một chút có như vậy một chút đặc biệt lễ gặp mặt. Chương 77, cừu thúc thúc, ngươi chớ rung a. À. Tầng hai gian phòng, Cừu Long suy nghĩ liên tục, vẫn là theo sau. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tên Hoàng Khố tử đệ này, đến cùng muốn đùa nghịch chút cái gì nhiều kiểu. Có thể vào cửa sau thứ nhất mắt, hắn liền thấy được Trịnh Hổ. Cừu hắc đảng, Trịnh đầu to. Hai người cùng miệng dị thanh, hô lên đối phương tên hiệu. Còn thật đừng nói cừu long người tuy nhiên hung thần ác sát nhưng quả trứng màu đen cái ngoại hiệu này danh phó kỳ thực mà trịnh hổ lại càng không cần phải nói tần lãng nhìn thấy thứ nhất mắt liền phát hiện hắn đầu là so với thường nhân muốn lớn hơn một vòng ngươi là được mời tới trịnh hổ mặt đen lên nhìn chăm chú cừu long cừu long cũng là người thông minh nhất thời lừa một bên tần lãng không nói một lời hơi hơi đứng ra một chút người sáng suốt cũng nhìn ra được trịnh hổ đây là cùng tần lãng không hợp nhau đây hai cái hắn đều nhìn đến khó chịu nhất là trịnh hổ dù là tại sát vách thành phố nhưng gần nhất tay chân đã đưa đến thiên hải thành phố tới lần trước bằng không nữ nhi phát hiện hắc long hội mấy cái kia phản đồ còn thật có thể nhấc lên một phen sóng gió tới hắn vui trông thấy trịnh hổ cùng tần lãng đấu muốn là trịnh hổ bị đánh áp ngược lại là hắn được lợi tần lãng cười cười cũng không thèm để ý cừu long phản ứng càng là sách rõ ràng lại càng tốt mãn bất tại hồ nói bắt đầu đánh bạc đi bọn họ cũng không phải ta gọi tới trợ thủ cũng là không có chuyện tới xem một chút mà thôi tần lãng ngươi có ý tứ gì ngươi cùng hắn đánh cược thắng nhưng là đánh bạc giới 36 hiệp một trong A. Cựu cửu nhi nghe nói như thế, giật nảy mình. Người khác không biết, chẳng lẽ liền tần lãng tình báo này thương nhân cũng không biết sao. Trịnh hổ thế nhưng là có tên dân cờ bạc. Toàn bộ địa cầu, đánh bạc giới hết thảy có bốn cái đỉnh cấp giàn quân, một thần, nhị vương, 36 hiệp, 72 thiên. Mà trịnh hổ thì là 36 hiệp một trong. Khái niệm gì? Trên cả trái đất, thì cái này 111 người, tại đánh bạc giới trâu bò nhất, mà trịnh hổ càng là bài danh trung thượng du, phong thái cỡ nào. Năm đó, Trịnh Hổ tại Hương Giang nương tựa theo sức một mình, cứ thế mà thắng được 2 ức đô la, đến tiếp sau tại Hồng Môn Yến phía dưới chỉ mang về 2.000 vạn, đây cũng là vì cái gì Trịnh Hổ sau khi trở về sẽ ở sống trong nghề nguyên nhân. Hắn biết, chính mình nếu muốn thắng hắn phía dưới tiền nhiều hơn, nhất định phải có đầy đủ thế lực. Năm đó nếu không phải 36 hiệp mang tới danh khí, đừng nói là 2.000 vạn đô la, chính là đầu này mệnh có thể hay không mang về, đều là một đại vấn đề. Ha ha, không nghĩ tới năm đó một số hư danh, còn có người có thể nhớ đến, cừu hắc đảng, xem ra ngươi còn thật không có ở khuê nữ trước mặt thiếu sách ta à. Trịnh hổ cởi mở cười một tiếng. Cừu long mặt đen lên, không nói một lời, cảm giác mình đang giận diễm phía trên bị chèn ép một bậc. Bất quá, muốn thật bàn về đổ thuật, một trăm cái hắn đều không phải là trịnh hổ đối thủ. Xong đời. Bị nhốt trong góc lâm ấu sở nghe được cừu cửu nhi miêu tả, vành mắt đều đỏ, hoàn toàn không có hy vọng. Nàng tuy nhiên không cá cược nhưng là trong nhà biểu ca cũng là cái dân cờ bạc, thời gian trước một mực cùng với nàng nói khoác đánh bạc giới ngưu bức nhất 111 người, liền 72 thiên đều có thể tại hương gian đại tràng tử bên trong làm tọa trấn người một trong, huống chi là 36 hiệp. Không. Nàng là thật không, thật hối hận a. À. Biết sớm như vậy, thì không hô tầng lãng ba ba, làm cho nàng bây giờ nhìn gặp tầng lãng gương mặt này, trong nội tâm đều có chút quá dị cảm giác dâng lên. Còn đánh bạc sao? Trịnh hổ cười khẽ nhìn qua tầng lãng. Tần lãng bị hỏi không hiểu ra sao, đánh bạc A, à, vì cái gì không cá cược. Cũng không thể bởi vì ngươi đổ thuật mạnh, ta thì nói không giữ lời A. À. Lại nói, đổ ước bên trong liền xem như ta thua, chỉ cần phải nói cho ngươi một cái bí mật là được rồi, bị mang đi cũng không phải ta. Lão, nữ, làm tặc Lâm ấu sở nghe, có một loại muốn thổ huyết xúc động, hóa ra tại tầng lãng trong mắt, hắn căn bản chính là không có áp lực đấy chứ. Ha ha ha. Thoải mái người thoải mái ngữ. Trịnh hổ cười to, đắc chí vừa lòng mở miệng, đã ngươi đều nói như vậy, cũng đừng trách ta khi dễ người, bài mặt trượt chính bài poker, xúc sắc bàn quay đoán lớn nhỏ, tùy tiện ngươi chọn, chỉ cần ngươi sẽ chơi, ta đều có thể cùng ngươi. Ngươi muốn làm sao đánh bạc, thì đánh cược như thế nào? cái này muốn là đổi lại là khí vận chi tử ở chỗ này, như vậy là đến bị cực kỳ một trận trào phúng, sau đó lên bàn về sau, chẳng những không có lựa chọn tiếp nhận trịnh hổ sản khoái, ngược lại còn muốn trang bức một phen để trịnh hổ lựa chọn đổ pháp. Cuối cùng ở tại am hiểu nhất lĩnh vực, đem khác nhất cử đánh tan. Toàn trường chấn kinh, miệng không đóng lại được, có thế nhét, ruột, loại kia. Có thể tần lãng là ai? Hắn là đại phản phái A, quan trọng mua sắm đổ thuật là muốn thiên mệnh phản phái giá trị, hơn nữa còn không tiện nghi. Đối phó một cái trịnh hổ, phí tổn khổng lồ như vậy làm gì? một nghìn điểm thiên mệnh phản phái giá trị đều muốn mệt gần chết lại là đổi phục trang lại là hướng đồng bao nhiêu gian nan a à? có thế bạch chơi làm gì muốn đại phí trắc trở tần lãng vỗ nhẹ tay cầm cảm khái nói lão bản đại khí vậy ta cũng liền không khách khí ngày hôm nay ở đây này thì một chút chơi mới lạ một chút chúng ta đến đánh bạc cái mệnh ngươi đoán một cái một phút đồng hồ sau ngươi là chết vẫn là sống soát trịnh hổ ánh mắt trong nháy mắt âm lạnh xuống nhìn về phía tần lãng trong ánh mắt mang theo sát khí cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đồng dạng, gạt ra một vệt nụ cười miễn cưỡng, ta trịnh hổ cái này hơn nửa đời người kinh lịch mưa to gió lớn, biển đi, ăn rồi muối sau ngươi ăn rồi gạo đều nhiều, nửa đời người đều đến đây, cái này một phút đồng hồ ta còn có thể thẳng không xuống. Ta đương nhiên là còn sống. Tần lãng tắt lưỡi, lắc đầu, tay về sau duỗi một chút, lập tức, móc, ra một thanh đại, đen, da hỏa. Nhắm ngay trịnh hổ đầu, phịch một tiếng, một thương nổ đầu, trịnh hổ cả cái đầu giống như là một cái dưa hấu một dạng, nổ tung thổi một miệng bốc lên khói trắng họng súng, Tần Lãng giận dữ nói, đáng tiếc, 36 hiệp a, cực sai a. Ngươi muốn là đánh bạc chính mình chết, vậy ta còn thật không tốt ngăn cản ngươi tự sát. Trịnh Hổ mang tới bảo tiêu trận tròn mắt, chỉ Tần Lãng lớn tiếng, ngươi, ngươi giết lão đại. Tần Lãng ngẩng đầu, họng súng nhắm ngay tên kia mở miệng bảo tiêu. Bành. Lại là một thương nổ đầu, lại chết một cái. Tần Lãng họng súng chậm rãi phía bên trái chết đi, nhắm ngay lúc trước dưới lầu, chuẩn bị chửi mình tay chân, nói, là người nào mở thương? là ai giết các ngươi lão đại là là tay chân hai cái bắt chân đang run rẩy bành tiếng thứ ba súng vang lên có lòng mắng chửi người tên kia tay chân cũng hướng phía sau thẳng tắt té ngửa tiếng thứ tư súng vang lên thứ năm tiếng súng vang nói chuyện chậm trả lời không chính xác ấp a ấp úng toàn bộ đều chịu thương hạt bụi lúc này tần lãng nơi nào còn có nửa điểm lúc trước khách khách khí khí bộ dáng rõ ràng cũng là một cái giết người ma quỷ chuyển hơn phân nửa vòng cơ hồ là theo bản năng tần lãng đem họng súng nhắm ngay người kế tiếp nói là người nào mở thương là là ta cừu long thanh âm mang theo thanh âm rung động hai cái bắp chân đang phát rung dù là hắc long hội đại lão tại nhìn thấy tần lãng như vậy ngập trời dưới sát khí cũng bị dọa cho phát sợ hắn biết trịnh hổ không phải tần lãng đối thủ lần này sau đó tuyệt đối sẽ bị đánh ác nhưng thực sự không có nghĩ đến tần lãng vậy mà lại tại dưới loại trường hợp này trực tiếp nổ súng đồng thời cơ hồ là liên tục xử lý năm người a hiện tại thương kẹp bên trong đoán chừng còn thừa lại một viên đạn cừu long thấp thỏm lo âu sợ cho mình cho ăn hạ một viên cuối cùng Tần lãng phát hồng trong mắt bình tĩnh lại, đem thương ném cho Hổ Tử đi xử lý. Khách khách khí khí nên đón tiếp lấy, cừu thúc thúc, ngươi đây là nói gì vậy a? À? Làm sao có thể là ngươi nổ súng? Rõ ràng chính là ta bảo tiêu mở nha. Ngươi chớ run a, à, không có chuyện gì. Nơi này sự tình cùng ta cũng không có quan hệ, ta chính là một cái quần chúng, đợi chút nữa người đến cũng sẽ không xảy ra sự tình. Dù sao cầm lấy đặc thù ban ngành hành động giấy chứng nhận chuyên viên, nổ súng xử lý mấy cái ý đồ phản kháng, sửa bột người bán cũng không phải cái gì chuyện xấu, là chuyện tốt, chuyện thật tốt vì dân trừ hại a. À. Chương 78, cùng cha vợ thành anh em kết bái. Nói đúng, là chuyện tốt. Cừu Long mí mắt rung lên ba lần. Ánh mắt xéo qua liếc về trên đất mấy cái bộ thi thể, trái tim đều nhanh muốn nhảy nhót đi ra. Trịnh Hổ địa vị, có thể không thể so với hắn phải kém đi nơi nào, kết quả vừa vừa thấy mặt, liền trực tiếp được an bài quy thiên. Cái này tần lãng làm việc thủ đoạn quá ác, tuyệt đối không phải theo như đồn đại chỉ biết ăn uống vui đùa công tử bột. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, không khí có chút ngưng trọng cừu cửu nhi cùng phương xuân nhã dù sao cùng cừu long chung đụng lâu cũng đã gặp máu tanh tràn diện chỉ là che miệng mũi lùi lại mấy bước không muốn đi nhìn mà lâm ấu sợ cái này luôn luôn rất hung ác đại tiểu thư thì thảm rồi giờ phút này chính nằm rạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm nôn lấy liền tại ghế dài phía trên uống rượu nước đều cho phun ra so tỉnh rượu thuốc đều có tác dụng trên mặt đất còn hỗn tạp trịnh hổ đầu toái phiến cái kia đồ chơi viên đạn bắn trúng thời điểm trịnh hổ lại không có hé miệng trong ngoài áp suất không khí không thăng bằng căn bản không có khả năng chỉ là trên óc xuất hiện một cái lỗ thủng một thương nổ đầu, tựa như là nổ tung dưa hấu. Khắp nơi đều là toái phiến, đỏ trắng một mảnh, tỉ mỉ toái toái. Đừng nói nữ hài tử, liền xem như phổ thông đại nam nhân nhìn thấy cục diện như vậy, cũng chịu không được. Dọc đều dọc đều. Bên ngoài, truyền đến xe cảnh sát tiếng còi. Quân tử đứng dậy, mở miệng nói, thiếu gia, các ngươi rời khỏi nơi này trước đi, tuy nhiên không phải cái đại sự gì, nhưng chung quy vẫn là muốn có người đi giải quyết, tối nay ngươi không phải có chính sự sao. Chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Nói, còn từ trong ngực móc ra một cái đỏ sách vở đối với trịnh hổ mấy cái bị sợ mất mật thủ hạ mặt lạnh lấy đợi chút nữa cái gì nên nói cái gì không nên nói trong lòng các ngươi đều rõ ràng thành thành thật thật đem phạm tội sự thật cho trình bày đi ra các ngươi có lẽ chỉ là bị giam cái mấy năm có thể nói cái gì không nên nói liền xem như hư điểm nhân chứng cũng sống không quá ba ngày hiểu không mấy cái tay chân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi điên cuồng gật đầu đã sớm bị tần lãng hung tàn làm cho sợ hãi nơi nào còn có nửa điểm trả thù tâm lý tần lãng giống như một một người không có chuyện gì một dạng cười yếu ớt lấy nhìn về phía kẻ thù ba miệng, cừu thúc thúc, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, chờ cảnh sát tới, lại muốn đi giải thích, ngược lại là có chút phiền phức, làm trễ nãy ngươi cùng A Di tìm ta trò chuyện. Tốt, toàn bằng tầng thiếu gia phân phó. Cừu Long nhẹ gật đầu. Một nhà ba người theo tầng lãng cùng một chỗ, từ cửa sau rời đi hoàng hậu quán ba. Vốn là dự định mang theo Lâm Ấu Sở cùng đi, nhưng này nương môn bị sợ vỡ mật, hai cái đùi hiện ra việc ngồi, thì gắt gao ngồi liệt tại nguyên chỗ, làm sao hô cũng không chịu dịch chuyển khỏi. Tần Lãng cũng lười lại phản ứng, cùng lắm là bị mang đến cục cảnh sát bên trong lấy khẩu cung, để quân tử nhìn chằm chằm điểm, đừng nói lung tung, như cũ sẽ được thả ra, cũng không nóng nảy cái này một lát. Sau mấy tiếng, cha vợ hội đàm kết thúc. Say choán ván Cừu Long cùng Phương Xuân Nhã theo chính mình dưới cờ một nhà khách sạn rời đi, lên phiên bản dài liên côn. Phương Xuân Nhã tức giận liếc mắt, đã nói xong muốn giáo huấn một chút tần lãng đây này. Nói cái không có hai câu thì uống rượu, uống rượu cũng được rồi, đến sau cùng ngươi lại còn muốn lôi kéo tần lãng thành anh em kết bái. Muốn nhận hắn làm huynh đệ. Ngươi có lầm hay không, đây chính là con gái của người bạn trai còn có hay không điểm trưởng bối dáng vẻ rồi mắng một trận về sau nhìn lấy ngược lại trên ghế ngồi hiếp mắt cừu long phương xuân nhã thanh âm tiểu xuống dưới nói nhỏ thẳng đến xe lái rời say choáng váng cừu long mới chậm rãi mở mắt sắc mặt phát hồng ánh mắt thanh tĩnh vô cùng đừng nói nữa lão tử hắn má vừa mới kém chút chết phương xuân nhã cau mày nói nhăn gì đấy ngươi đây không phải sống rất tốt liền họa lớn trong lòng trịnh hổ đều bị xử lý cừu long đến bây giờ còn là trong lòng run sợ tần lãng sau cùng một thương nhắm ngay lão tử đầu ta hoài nghi tiểu tử kia là đúng là mẹ nó muốn giết ta không nhìn thấy tần lãng liên thủ hạ đều là giúp đỡ đầu làm việc sao trong tay là có đỏ sách vở xử lý năm người lại thêm lão tử không có bao nhiêu khác biệt mẹ nhà hắn thật là đáng sợ người nào mẹ hắn nói tần lãng là công tử bột cái này mẹ hắn muốn đều là công tử bột trên đời này còn có hay không lão ngân tệ hắn vốn đang nghĩ thầm cho tần lãng đến một hạ mã uy dù sao mình là cha vợ thế nhưng là vừa gặp mặt còn chưa kịp nói chuyện cũng là bị tần lãng cho diễn ra một phen băng hổ chấn long kém chút không có đem hắn gan dọa cho phá muốn chỉ là tần lãng mở súng bắn giết trịnh hổ vậy cũng ngược lại còn tốt cừu long cũng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng không đến mức như vậy hoảng sợ có thể mấu chốt là cái này rõ ràng hết thảy đều là tần lãng sớm kế hoạch tốt xử lý trịnh hổ trên thân chẳng những một chút chỗ sơ xuất đều không có để lại thậm chí bởi vì hắn thủ hạ thân phận có lẽ còn có thể bởi vì chuyện này ghi lại một cái công lớn lỗ mãn làm bậy nhị đại không đáng sợ sợ là sợ cái này nhị đại không chỉ có bối cảnh ngập trời còn có não tử cùng kẻ như vậy nhi chơi cừu long cảm thấy mình liền xem như lại nhiều mười đầu mệnh cũng không đủ chết vậy làm sao bây giờ chúng ta là không phải là bị để mắt tới rồi cửu nhi làm sao bây giờ nàng còn tại trong tử điếm đâu đây chính là ngươi thân nữ nhi phương xuân nhã theo khẩn trương lên cừu long thở dài nếu là không có cửu nhi sợ là hôm nay viên đạn cuối cùng liền để cho ta ai cũng không biết tần lãng cùng cửu nhi đến cùng phát triển đến một bước nào là nghiêm túc kết giao vẫn là đồ nhất thời rất vui được rồi con cháu tự có con cháu phúc tần lãng bên kia đều là cửu nhi chính mình một tay trải qua làm cùng chúng ta cũng không có quan hệ hy vọng nàng có thể thăng bằng tốt trong đó quan hệ đi phương xuân nhã giận dữ cừu long ngươi có lầm hay không tốt xấu năm đó ngươi cũng là nghĩa tự đương đầu kết quả hiện tại liền nữ nhi cũng không dám quản ngươi đến cùng có còn hay không là cái nam nhân có ngươi như thế sợ sao sớm biết dạng này vừa mới ta thì không cần phải trở về nói cái gì cũng phải cùng cửu nhi đợi cùng một chỗ tuyệt đối không thể cho phép nàng một người đối mặt tần lãng cái kia tên đáng sợ cừu long viện cái tráng không nói gì hắn là có khổ khó nói cùng lúc đó một bên khác tần lãng cũng đỡ lấy cừu cửu nhi tiến vào hào hoa tiêu chuẩn phòng nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt cừu cửu nhi tần lãng gương mặt lo lắng cửu nhi ngươi sắc mặt này làm sao hồng như vậy a à? sẽ không phải là có chút phát sốt đi ngươi trước nằm xong ta cho ngươi đo đặt nhiệt độ chớ lộn xộn nhiệt kế thế nhưng là một cái dụng cụ tinh vi vạn nhất nổ cái kia sẽ không hay thời gian như nước chảy đi qua hết sức chậm chạp đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về một nghìn đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về một nghìn hai đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh phản phái giá trị về một nghìn ba cựu cửu nhi gương mặt bi phẫn tần lãng ngươi tên vương bác đảng này nhà ngươi nhiệt kế không có quay số a chương 79, tìm tới bọ cạp kẻ giết người diệp phong hôm sau sáng sớm cựu cửu nhi một bộ trí tuệ vững vàng tư thái một mặt cười lạnh nhìn qua bên trên tầng lãng còn xúc động không tầng lãng khó khăn nuốt nước miếng một cái lắc đầu không xúc động cựu cửu nhi cúi đầu liếc qua trong thanh âm mang theo chất vấn tay tầng lãng giống như là một hài tử ngoan đem đặt ở đệm giường hạ thủ cho rụt trở về cười ngây ngô nói cửu nhi đừng làm rộn ngươi bây giờ xem như đem hạnh phúc cho nắm trong lòng bàn tay tuyệt đối đừng làm loạn thật sao cựu cửu nhi hơi hơi nắm chặt tay cầm ngươi tối hôm qua không phải thẳng phách lối sao còn đem miệng súng nhắm ngay cha ta, làm sao? ngươi là muốn liền hắn cùng một chỗ cho sập đúng hay không? hắn lại thế nào không đúng, dù sao cũng là trưởng bối a. Tần lãng hướng bên cạnh xây dịch, có chút nhíp cả trứng, mang trên mặt cười khổ. Ta đây không phải nghe ngươi trước phàn ngàn qua, nói là hắn mỗi ngày cho ngươi tìm đối tượng gặp mặt, cái này trong lòng mới có hỏa khí sao? Có ý tứ gì? Cựu cửu nhi có chút khó có thể tin, ngươi là ghen. Tần lãng cũng không có chủ động thừa nhận, như thế lộ ra quá giả, hắn vẫn đem đầu cho bỏ qua một bên, cười lạnh một tiếng, nói đùa cái gì? ta sẽ ăn giấm. Chỉ bất quá, nữ nhân của ta, không cho phép người khác nhúng chàm thôi. Ừm. Cựu cửu nhi mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn chăm chú tần lãng né tránh ánh mắt, tâm lý lộc bột một tiếng, sẽ không phải gia hỏa này thật là thích mình sao. Bằng không vì cái gì mỗi lần lúc gặp mặt, thì xúc động như vậy. Nói không chừng là ngày bình thường bận rộn, tìm tới cơ hội, liền đến tìm nàng kể ra tâm sự. Cựu cửu nhi trong tay khí lực hơi hơi đã thả lỏng một chút, trêu chọc mà nói, khi còn bé mụ mụ tổng nói với ta, nữ hài tử trưởng thành không muốn nghịch ngợm gây sự, nguyên lai like ta còn nghe không hiểu, hiện tại xem ra còn thật rất thú vị, chí ít ngươi ở trước mặt ta, cái kia cổ phách lối khí diễm, thì giảm ít đi rất nhiều. Lần sau mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, cũng không cho đối với ta cha như vậy, có biết hay không? Dù nói thế nào, hắn đều là đem ta sinh dưỡng lớn lên, đều một nắm lớn tuổi tác, bị ngươi hoảng sợ ở đâu làm sao bây giờ? Tần lãng hít sâu một hơi, cái kia nếu là hắn tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Tối hôm qua vừa lúc gặp mặt, hắn sắc mặt kia chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? nếu là không đè ép một đầu, sớm muộn đến cho ta gây xảy ra chuyện tới. Còn có, trịnh hổ địa bàn các ngươi đừng nghĩ, sớm một chút đổi nghề làm chính quy sinh ý, bằng không liền xem như ta, cũng không có khả năng che chở ngươi cả một đời, biết hay không? Hừ. Cừu cửu nhi tâm lý lạnh hừ một tiếng. Khẩu thị tâm phi nam nhân, nói cái gì không cho phép nàng đi nhúng chàm trịnh hổ địa bàn, kỳ thực không phải liền là là ám chỉ chính mình, đừng làm loạn, bằng không sẽ xảy ra chuyện sao. Lo lắng chỉ lo lắng, ưa thích thì ưa thích, làm gì che giấu. Lại không là tiểu hài tử, liền nói rõ cũng không dám, còn tần thiếu gia đâu, thật là có có gan tiểu nhân. Nàng lật ra cái vũ mị khinh thường, biết, không cần đến ngươi nhắc nhở. Cha ta bên kia ngươi không cần lo lắng, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ta cũng không phải ăn chay. Thanh âm nhu hòa rất nhiều, trong tay cường độ, cũng giảm bớt rất nhiều. Ngươi thì thế nào? Cựu cửu nhi cảm thấy không thích hợp, lập tức sắc mặt thay đổi. Tần lãng cười xấu hổ cười, cửu nhi, ngươi đối mị lực của mình, một chút đều không biết hay sao. Muốn không chúng ta cùng một chỗ luyện công buổi sáng không có một cái nữ hài tử là không thích bị tán dương, cựu cử cửu nhi cũng không ngoại lệ, chỉ là đối mặt tình huống như vậy vẫn là giật mình trong lòng. ngươi đồng dạng luyện công buổi sáng bao lâu thời gian? cái này nói không chừng phải xem tình huống đi. Tần lãng giải thích đồng thời đã bắt đầu lục lọi lên. u cờ ục đầu giường, chung điện thoại di động vang lên, cựu cử cửu nhi cố đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, uy có lời nói mau nói. đại tiểu thư, bạch hiểu thuần bên kia đã tìm được bọ cạp tung tích, đồng thời đã đem hắn cho bắt được, nhưng là giết chết bạch thủ nghiệp giống như không phải bọ cạp a cái gì tt tê tê. làm sao có thể tin tức ta đã cho cái kia tiền thưởng nhất định phải tại trước ngày mai để bạch hiểu thuần cho ta đánh đến ngân hành tài khoản phía trên bằng không ngươi liền để hắn chờ đợi đi nói với hắn tiền thưởng nhất định phải cho ta hát long hội bằng không ta hát long hội cũng không phải ăn cơm khô một đầu khác hoa hồng đường phó đường chủ không hiểu ra sao có chút không làm rõ ràng được đại tiểu thư đầu kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chỉ là ngây ngốc thốt ra đại tiểu thư ngươi thụ thương rồi làm sao thanh âm nghe là lạ chiếu ta nói đi làm lạch cạch truyền tin bị dập máy khoảng cách thiên hải thành phố trung tâm thành phố ước chừng 60 km nông thôn hoa hồng đường phó đường chủ gương mặt buồn bực nàng cảm giác đại tiểu thư tựa như là thụ thương nhưng hẳn là đã đã thoát khốn bằng không làm sao có thể tiếp vào điện thoại hoa hồng đường phó đường chủ đối với một ít chuyện vẫn là không hiểu rõ dù sao nàng từ nhỏ đã bị cừu long cho vụn trộn bồi dưỡng thành tâm phúc chỉ biết là cận chiến cùng trung thành đối với còn lại hoàn toàn không biết theo đường núi Hoa Hồng Đường phó đường chủ đi tới Bạch gia quản gia A Phúc trước mặt, sắc mặt không tốt nói, mặc kệ giết người chính là không phải bỏ cạp, cái kia 10 ức treo giải thưởng, ta Hắc Long hội là chắc chắn phải có được, trước ngày mai chúng ta Hắc Long hội thì muốn nhìn thấy tiền. A Phúc tâm lý phiền chán, con mẹ nó không phải tại tìm phiền toái cho mình sao? Nhưng người nơi này, đại đa số đều là Hắc Long hội, nếu là không truyền đạt, đám người này vừa rút lui đi, hắn cũng không nhất định là cái kia bỏ cạp đối thủ a, chỉ có thể ngoan ngoãn đi hướng tại nhà lá trạm kế tiếp lấy Bạch Hiểu Thuần, bám vào hắn bên tai nói vài câu. Bạch Hiểu Thuần cau mày, chỉ nói một tiếng an bài chuyển khoản liền không để trong lòng hắn trong mắt phát hồng nhìn qua quỳ trên mặt đất bọ cạp thanh âm giống như theo cửu u chi địa truyền ra ngươi nói cái gì thủ nghiệp không phải ngươi giết là ai giết bọ cạp quỳ trên mặt đất dập đầu như giả tỏi bạch tiên sinh thật không phải là ta à chúng ta cũng không biết bạch thủ nghiệp là con của ngài a à, muốn là sớm biết liền xem như cho chúng ta mượn mấy cái lá gan cũng không dám đi làm a à. giết người thật không phải là chúng ta mà chính là một cái đột nhiên xông vào gia hỏa tên kia thực lực quá mạnh, ta cái kia hai cái huynh đệ căn bản cũng không phải là đối thủ, vừa vừa đối mặt liền bị thương tổn tới, đến tiếp sau tức thì bị tàn nhẫn sát hại, còn có bạch thiếu gia, cũng là tên kia gây nên. Muốn không phải ta trốn ở nhà vệ sinh, khẳng định cũng chạy không thoát tên kia ma trảo. Người kia ta cũng không biết, nhưng bạch thủ nghiệp tự hồ đem tên kia cho nhận ra, gọi Diệp Phong. Chương 80, Cựu Cửu Nhi Động Tâm Diệp Phong Làm sao có thể là hắn? Nghe tới Diệp Phong tên lúc, Bạch Hiểu Thuần lửa giận trong lòng, tựa như là bị người dùng một chậu nước lạnh từ đầu tưới đến đuôi không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không nguyện ý cùng diệp phong có bất kỳ đối địch tình huống phát sinh người khác không biết hắn còn có thể không rõ ràng diệp phong ở nước ngoài thế nhưng là có một cái lính đánh thuê tổ chức đồng thời thực lực bản thân càng là mạnh mẽ kinh người thì dưới tay hắn điểm ấy tiểu lâu lâu quả quyết không thể nào là diệp phong một người đối thủ đến cùng là chuyện gì xảy ra bạch hiểu thuần mặt lạnh lấy nhìn lấy bọ cạp cái này một bộ chán nản biểu hiện nhất là vừa mới lên núi thời điểm tại mấy cái hắc long hội thành viên liên thủ dễ như trở bàn tay bị bắt cầm thực sự có chút ngoài dự liệu dù sao cục cảnh sát bên kia điều tra kết quả mặt khác hai tên bọn cướp đều là bị cao thủ giết chết một người bị cậy mạnh vặn gãy cổ một người khác bị một chân đạp nát thể nội cơ quan nội tạng thì bọ cạp thực lực xa không đủ đến tận đây bọ cạp vẽ mặt cầu xin tâm lý cái này việc quốc a hắn đều ẩn cư đến trong núi lớn tới ăn uống chi phí đều là tại trong thôn nhỏ đòi hỏi trộm được liền về nhà lấy chút tiền cũng không dám càng không muốn đưa đi ngân hàng lấy tiền nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cũng không biết là làm sao đem tung tích cho bạo lộ, bây giờ bị bắt đến, còn có cái gì dám giấu giếm? Bạch Tiên Sinh, ngài gia tộc tình huống, ta là không hiểu rõ, nhưng là theo Bạch thiếu gia nói, giống như cái kia Diệp Phong cùng Bạch gia hai vị tiểu thư có quan hệ, Bạch thiếu gia nói Diệp Phong hắn là muốn để hai vị Bạch gia tiểu thư kế thừa gia tộc tài sản, sau đó lại đem hai vị tiểu thư thu làm trong túi. Bạch Hiểu Thuần sững sờ tại nguyên chỗ, rất lâu đều không có mở miệng, thì thẳng tắt đứng đấy. Thật lâu, mới chậm rãi quay người xuống núi. A Phúc bên cạnh nhỏ giọng dò hỏi, lão gia, cái này bọ cạp. Chôn. Vừa dứt lời, quỳ trên mặt đất bọ cạp, cái ốc liền bị vật nặng cho hung hăng đập một cái, chợt ngất đi, cũng không còn thức tỉnh cơ hội. Bạch Hiểu Thuần bước chân rất chậm, trên mặt có nước mắt trượt xuống. Thủ nghiệp, đều là ba ba hại ngươi A. Dẫn sói vào nhà, đều do ba ba dẫn sói vào nhà A. Bọ cạp, hắn đã tin tưởng tám thành, vô luận là Diệp Phong thực lực, vẫn là hiện trường điều tra kết quả, đều phù hợp. Chủ yếu nhất là, bọ cạp một ngoại nhân, căn bản liền không khả năng biết Diệp Phong cùng Bạch Gia quan hệ. Trừ phi những lời kia, đều là theo hắn nhi tử trong miệng nghe ra. Mặc cho Bạch Hiểu Thuần làm sao suy nghĩ, cũng không dám đi hoài nghi Diệp Phong A. À. Có thể hiện tại cái này sự thật bị bọ cạp cho nói ra về sau, hết thảy đều biến đến nói thông được. Diệp Phong một cái đao kiếm đổ máu lính đánh thuê lãnh tụ, làm cũng là giết người cướp của mua bán. Vì hắn Bạch Gia cơ nghiệp. Có cái gì là làm không được. Chết. Ta muốn ngươi chết. Bạch Hiểu Thuần muốn trách cả mí mắt, toàn thân đều đang run rẩy giờ phút này đối diệp phong kiên kỵ đã hoàn toàn bị nhi tử chết thảm chân tướng đánh sụp nhi tử cũng bị mất hắn còn có cái gì rất sợ hãi hắn nhất định muốn vì con của mình báo thù rửa hận hắn muốn diệp phong đi chết muốn để diệp phong sống không bằng chết a phúc bạch hiểu thuần thanh âm rất là thê lương a phúc không người ở bên cạnh lão gia ngài nói trên chợ đen giống như có cái sát thủ bản a tiền không là vấn đề ai nguyện ý đến cao bao nhiêu giá tiền ta bạch hiểu thuần đều cất nổi ta muốn diệp phong chết một sát thủ không đủ, liền đến 10 cái, 10 cái không đủ, liền đến 100 người, thẳng đến hắn bị giết chết đến, hiểu không? Bạch Hiểu Thuần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng giấu ở bình tĩnh phía dưới, lại là như là núi lửa sắp phun trào lúc nổ hống cùng gào thét. Bạch gia bảo tiêu, Hắc Long hội người, cùng trên chợ đen sát thủ. Những thứ này, Bạch Hiểu Thuần đều sẽ mời đến, hắn muốn nhằm vào Diệp Phong, chế tạo ra một cái hẳn phải chết cục. Một bên khác, cựu Cửu Nhi cùng Tần Lãng còn chưa phân khác, liền nhận được muốn vây giết Diệp Phong tin tức. Xảy ra chuyện gì? tần lãng gặp cừu cửu nhi mặt mày ủ rũ bộ dáng tò mò truy vấn cừu cửu nhi cắn môi tần lãng ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện nàng cùng tần lãng đã từng có mười mấy lần xâm nhập giao lưu nhưng lại không hề đề cập tới giúp đỡ sự tình đều là có lợi ích tới lui mà lần này nàng có chút không vững vàng tần lãng cười nhéo nhéo gương mặt của nàng nói đi chuyện gì cừu cửu nhi thở dài một hơi bạch hiểu thuần muốn đối diệp phong hạ sát thủ thuê ta hắc long hội tay chân nhưng diệp phong lúc trước có một lần tại hoàng hậu quán ba gây chuyện một người đánh ngã gần ba mươi người ta dám khẳng định đây còn không phải là hắn thực lực chân chính. Lần này, ta muốn mời ngươi tọa trấn, tại lúc cần thiết, có thể đem hắn đánh giết. Diệp Phong tại Hoàng hậu quán ba quấy rối, vốn phải là cùng Cửu Cửu Nhi quen biết một lần cơ hội, nhưng bởi vì Tần Lãng xuất hiện, biến thành khúc mắt. Đồng thời Hắc Long hội cùng Diệp Phong khúc mắt rất lớn, Cửu Cửu Nhi cũng không muốn Diệp Phong tiếp tục còn sống, lần này dự định xuất thủ. Nhưng duy nhất kiên kỵ là, nếu như Diệp Phong bất tử, cái kia nàng cùng phụ thân tánh mạng, sợ là đều phải bị uy hiếp. Nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Tần Lãng cho mày, Bạch Hiểu Thuần cái này không nín được muốn hạ thủ. Hắn có một số việc còn chưa kịp làm đâu. Có chút thiên mệnh phản phái giá trị, còn chưa kịp đi thu hoạch. Có thể, Diệp Phong dù sao cũng là khí vận chi tử, Bạch Hiểu Thuần lần này đã thảo kinh xà, một khi bỏ qua, Diệp Phong trốn chạy về ngoại cảnh, vậy coi như là Tần Lãng muốn muốn xuất thủ, sợ còn lớn hơn phí trách trở. Không sao, đây vốn chính là ta mong muốn đơn phương sự tình, Diệp Phong thực lực cường đại, không phải người bình thường có thể đối phó, liền xem như ngươi, cũng sẽ có nguy hiểm. Cựu Cửu Nhi gặp Tần Lãng một bộ do dự tư thái, cũng không có tâm lý không thoải mái ngược lại là cảm thấy bình thường dù sao tần lãng thế nhưng là tần gia con trai trưởng làm sao lại đưa thân vào nguy hiểm bên trong là nàng chắc hẳn phải vậy ngươi đừng nói như vậy tần lãng sắc mặt đột biến khẩn trương nhìn lấy cừu cửu nhi ý của ngươi là lần này hắc long hội đem sẽ vận dụng đại đại giới không tiếc hết thảy đem dịp phong trảm thảo trừ căng bao quát ngươi cũng sẽ tiến về sau cừu cửu nhi ừ nhẹ một tiếng không sai lần trước diệp phong tại hoàng hậu quán ba quấy rối đã thương ta hắc long hội đông đảo tinh anh tay chân gân cốt có chút thậm chí nửa đời sau cũng không có cách nào xuống đất đây đối với ta hắc long hội tới nói không thể nghi ngờ là là đánh mặt nếu là không đem diệp phong trừ rơi căn bản là không có cách phục chúng tại sống trong nghề giảng cũng là một cái nghĩa khí hiện dưới tay các huynh đệ bị người phế đi muốn là ngay cả lão đại đều không cực ý tờ t t cái âm thanh về sau người nào còn nguyện ý bán mạng mặc kệ là cừu long cũng hoặc là là cừu cửu nhi đều không có ý định buông tha như thế một lần cơ hội cực tốt tần lãng không còn là bộ kia cười đồ tí tưởng biểu lộ mà chính là thâm tình vuốt ve cừu cửu nhi trơn nhẵn gương mặt cửu nhi vốn là ta là không muốn để ngươi tham dự lần này sự kiện dù sao quá nguy hiểm thế nhưng là gặp ngươi như vậy vẻ mặt nghiêm túc ta nhưng lại bốc lên không nổi ngăn cản ý nghĩ của ngươi đi thôi ngươi nếu muốn đi làm ta liền sẽ liều lĩnh ủng hộ ngươi mặc kệ cái gì thời điểm mặc kệ địa điểm nào mặc kệ ngươi ở chỗ nào ta đều sẽ đứng ở sau lưng ngươi cừu cửu nhi trong mắt đẹp sinh ra rung chuyển gợn sóng nhìn qua tầng lãng cái kia chăm chú khuôn mặt, có chút hoảng hốt, càng nhiều hơn chính là ấy nấy. Nàng đưa ra như thế bốc đồng yêu cầu, vốn là đối tầng lãng thân phận một lần đường đột, có thể tầng lãng chẳng những không có trách cứ nàng, thậm chí còn như thế kiên quyết ủng hộ, cái kia phần nóng rực cùng bao dung, liền xem như nàng, đều bị xúc động đến. Có lẽ, chính mình thật đụng phải nửa đời sau chân mệnh thiên tử.